Chuyển sang một số thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Thưa quý vị, thời gian qua, người dân trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thường xuyên phản ánh về việc bị mất điện đột ngột vào buổi tối, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt. Trước tình trạng trên, công an đã vào cuộc điều tra, phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm dây điện dẫn đến tình trạng mất điện đột ngột trên địa bàn. Đáng nói, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng này đã thực hiện thành công trên 10 vụ trộm cắp và lấy hơn 300 mét dây điện trên địa bàn của các phường Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá. 5 đối tượng bị bắt giữ gồm Hà Văn Cường, Trần Thanh Long cùng ngụ phường Vĩnh Thanh, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thanh Hiếu cùng ngụ phường Vĩnh Quang và Nguyễn Văn Đại, ngụ ấp Phước Ninh, xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành. Trước đó, 11 giờ ngày 27 tháng 9, công an thành phố Rạch Giá phát hiện 5 đối tượng trên đang cất giữ khoảng 18 kg vỏ dây điện, 15 mét dây điện còn lõi đồng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc tại một căn nhà hoang trên đường Võ Trường Toản, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Khi được mời về làm việc, nhóm đối tượng khai nhận lợi dụng thời gian từ 0 giờ đến 3 giờ sáng, lúc người dân ngủ say đã rủ nhau đến các trụ điện trên tuyến đường Võ Trường Toản, Lê Quang Định và Ngọc Hân Công Chúa thuộc phường Vĩnh Quang để cắt trộm dây điện ba pha. Số dây điện trộm được, cả bọn cắt lấy lõi đồng đem bán phế liệu với giá từ 100 đến 120.000 đồng một kg để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện lực lượng công an đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.